Kinh Đại Phương Đạn Đại Tập Quyển 15 Phẩm 8 Bồ Tát Hư Không Tạng Phần 2 Đức Phật lại bảo Bồ Tát Hư Không Tạng, Thiện Nam, thế nào là công đức của Bồ Tát như hư không? Bồ Tát nghe Pháp Phật rộng lớn như hư không, phát tâm cầu đạt nhất thiết chủng trí, tự nghĩ. Nhất thiết chủng trí vô lượng, Phật vô lượng, tự tại giác ngộ vô lượng, từ trong vô lượng, Bồ Tát tinh tấn, không buông lung. Vì Đạo Phật thực hành Pháp của Bồ Tát. Vì sao? Vì chư Phật trang nghiêm thân bằng vô lượng công đức. Mình cũng cần thành tựu vô lượng căn lành để trang nghiêm khẩu ý, đạo tràng, cõi Phật, giáo hóa vô lượng chúng sinh. Vào trong sinh tử không mệt mỏi để thành tựu căn lành. Chư Phật có vô số cõi nước, trí tuệ thần thông, chúng sinh có vô lượng hạnh, tâm căn lành. Vào sinh tử chịu khổ não, khỏi phiền não, để thành tựu vô lượng Pháp Phật, cứu khổ chúng sinh sinh tử. Ta cần hành trọn vẹn căn lành. Bồ Tát quán như vậy, mọi công đức đều hợp với ba la mật, bốn nhiếp, bốn tâm vô lượng, pháp trợ đạo, thành tựu chúng sinh, thọ trì, chánh pháp, cung kính cúng dường, chư Phật, làm thanh tịnh pháp hạnh Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát như hư không, diệt tánh của chúng sinh vô lượng, trí Phật, pháp giới vô lượng, nên việc tu hành cũng vô lượng, tánh của chúng sinh như hư không. Trí Phật, pháp giới hiện khắp, tất cả chúng sinh đều được cứu độ. Công đức của Bồ Tát cũng thế, Bồ Tát đến mọi nơi, độ muôn loài vì không chấp, và vì nhờ phương tiện nên nơi nguyện lực. Thiện Nam, đó là công đức của Bồ Tát như hư không. Thiện Nam, thế nào là trí Bồ Tát như hư không? Bồ Tát nghe thiện tri thức giảng pháp, tùy thuận tư duy, không buông lung, tu ít cảnh giới thọ vô lượng tưởng, đạt trí sáng, độ trí phương tiện âm, trí phương tiện giới, trí phương tiện nhập, trí phương tiện đế, trí phương tiện 12 nhân duyên, biết nhớ uế nơi chúng sinh và tánh của nhớ uế, rõ sự thanh tịnh của chúng sinh và tánh tịnh, nghĩa là rõ biết rõ chúng sinh có tâm nhiễm, không tâm nhiễm, có sân, không sân, có si, không si, có phiền não, không phiền não. Bồ Tát không phân biệt nhớ uế là hạ liệt, thanh tịnh là cao thượng. Vì sao? Vì Bồ Tát nhập trí thanh tịnh pháp môn không hai tánh. Như tánh pháp, tánh ngã cũng vậy, tánh vô ngã, tánh các pháp đều vậy. Vì tánh thanh tịnh, đạt tánh thanh tịnh nơi các pháp sẽ không thấy sạch nhơ, không thấy tướng mạo, văn tự các pháp, không thọ, không chấp, không thấy các pháp chướng ngại, không chướng ngại. Bồ Tát suy xét vô lượng cảnh giới, không thấy tâm thức, đó là trí, không là thức. Như hư không, không có tâm ý thức, Bồ Tát cũng vậy. Trừ chấp nơi tâm ý thức, biết tánh pháp như hư không, trí tuệ không chướng ngại, vượt mọi trở ngại. Thiện Nam, đó là trí Bồ Tát như hư không. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát niệm Phật không rời như như? Bồ Tát ở nơi thanh vắng hoặc bên cội cây, đồng trống, đất rộng, luôn sống trong định không chấp duyên. Khéo thâu dự tâm, quán Như Lai thành tựu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân để trang nghiêm thân mình. Bồ Tát hướng đến địa nhất thiết trí, thân Như Lai nhớ đến ánh hào quang, nhờ tỏ ngộ Bồ Tát quán thân Phật to lớn bằng một do tuần, hai do tuần, ba do tuần, bốn, năm, mười do tuần, trăm ngàn do tuần, quán Phật ngồi đạo tràng, chuyển bánh xe pháp, hiện vô số ai nghi, thuyết giảng, điều phục chúng sinh, làm việc Phật trong một cõi hoặc trong năm, mười, hai mươi, trăm ngàn, vô lượng cõi. Tùy thuận tất cả, nghe Pháp cúng dường Phật, tự tại hành mọi việc, quán sắc thân Như Lai xong. Bồ Tát nhớ đến công đức của Phật, giới định tuệ, giải thoát tri kiến, mười lực bốn vô sở ý, Pháp bất cộng của Phật, bản hạnh của Bồ Tát, sự thành tựu địa Phật. Sau khi nghĩ đến công đức của Phật rồi, nghĩ đến hạnh nghiệp của Như Lai, mỗi hình tướng được tạo từ nghiệp gì, do thân khẩu ý, do ai nghi tạo nên. Có thể thấy, không thể thấy, có thể nói, không thể nói. Tạo, ở nơi nào, tạo từ mấy đời. Quán hạnh nghiệp Như Lai, thành tựu căn lành không thể nghĩ bàn. Quán Pháp Như Lai, cái Đức Phật nhờ Pháp thân nên được gọi là Như Lai, không thấy tướng, chủng tánh, ấm giới nhập oai nghi, quá khứ, vị lai hiện tại, nhân duyên. Nguyên nhân, hòa hợp, có không, thành tựu hư hoại, kia đây, nơi chốn là Như Lai, không thấy, không ỷ lại, không phân biệt. Không chứng đạt Như Lai, như hư không, không có tên ấm giới nhập, cũng không gì là không tạo lợi ích cho chúng sinh.
Thiện nam, thế nào là Bồ Tát niệm pháp không rời như nhơ? Bồ Tát niệm bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo, ba giải thoát, bốn thánh đế, 12 nhân chuyên sâu xa, quán pháp ba la mật, tạng pháp của Bồ Tát cần học, chuyển luân không thoái chuyển, tịnh ba cõi. Bồ Tát nên niệm gì? Niệm xả, dục, lìa, diệt, không đến đi, không hang hốc, không tự tánh, xuất thế gian. Sự hiểu biết, cùng tận, không sinh, không chấp, không lậu hoặc vô vi, niết bàn, không tự tánh. Nghĩ vậy, Bồ Tát còn tưởng đến các pháp. Vì sao? Vì có tưởng thì sẽ có động niệm, điên đảo, không niệm pháp, trừ hai chấp pháp phi pháp, biết các pháp không sinh, trừ chấp pháp đạt nhẫn vô sinh, không thụ đắc, không sở hữu. Thiện nam, đó là niệm pháp không đời như như. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát niệm tăng không đời như như? Tăng có bốn hướng, bốn quả, tức là A-la-hán hướng, A-la-hán quả, A-na-hàm hướng, A-na-hàm quả, Tu-đà-hàm hướng, Tu-đà-hàm quả, Tu-đà-hoàng hướng, Tu-đà-hoàng quả. Đó là tăng thanh văn. Con có Bồ Tát không thoái chuyển, đạt đến định nhẫn, đạt thánh vị, trừ chấp trước, tranh cãi, đạt công đức không gián đoạn của Như Lai. Nghĩ đến chúng Bồ Tát, Bồ Tát nên cúng dường, khen ngợi, chắp tay, hầu hạ, cung kính, nhiễu quanh, vì đó là ruộng phước tốt, là vị tăng đầu tiên vào hạng thánh, đã trọn vẹn việc làm của tăng. Đó là Bồ Tát niệm tăng, gần gũi tăng Bồ Tát, không học hành thanh văn. Bồ Tát tuy niệm tăng, chứ không chấp số tăng và số lượng, biết tăng là vô vi, không hành, không đổi khác, không sinh diệt. Nghĩ vậy, không thấy cảnh giới của tâm hành. Thiện nam, đó là Bồ Tát niệm tăng không đời như như. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát niệm xả không đời như như? Đó là xả bỏ tà pháp, thân mạng tà đạo, không chấp pháp. Vì sao? Vì lấy thì không bỏ, không chấp giữ là xả rốt ráo, trong đó không có mong cầu, không nghĩ được đền đáp, đó là xả chân thật. Bồ Tát hành pháp xả ấy, tuy pháp xả phát nguyện, khi hành xả và phát nguyện không thấy Bồ Đề và Pháp Phật, chuyên niệm xả, nghĩ đến việc hành đạo của Bồ Tát thời quá khứ, việc hành xả ra sao, mình hành xả như thế nào để không bị vật trí chê cười. Bồ Tát xả tất cả, xả xong lại phân tích ai xả vật, ai nghĩ, tất cả đều không có, đó là Bồ Tát niệm xả không đời như như. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát niệm giới không đời như như? Bồ Tát niệm giới đạt giải thoát, thành tựu hạnh an nguy, kể cả giới vi tế, giữ gìn giới như kim cang, luôn tịnh thân mạng, hộ trì giới cấm. Bồ Tát nghĩ giới thuộc thân khẩu, không tạo tác, nhưng luôn tôn, nhưng luôn thận trọng, giữ gìn. Tu hành chánh mạng, không bỏ tâm nhất thiết chủng trí, thuần tịnh kiên định, không bỏ đại từ bi, bảo vệ chỉ dạy chúng sinh phá giới. Thà bỏ thân mạng, không cầu thừa khác, đó là Bồ Tát giới, Bồ Tát niệm giới. Giới không, không khiếm khuyết, không ô trọc, không cầu mong, không cấu nhiễm, người trí khen ngợi, không khen mình che người. Không bỏ giới, nhưng không dựa vào giới, không trụ giới, tuy không chấp nhưng làm mọi việc, đó là Bồ Tát niệm giới không đời như như. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát niệm thiên không đời như như? Bồ Tát niệm trời cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, quả báo giữ giới của trời cõi dục và sự thọ hưởng sắc nơi thanh hương vị xúc, vui chơi y phục, thức ăn đầy đủ, luôn vui thích. Bồ Tát nghĩ các pháp đó đều sẽ hoại diệt, chư thiên cũng vô thường, biến đổi, phóng túng, không làm lành, nghiệp lành đời trước sẽ hết, tuy sinh lên cõi trời nhưng không thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nghĩ vậy, Bồ Tát không mong sinh vào trời cõi dục, cõi trừ cõi đau xuất. Vì trong cõi đau xuất có Bồ Tát, một đời thành Phật đã trọn vẹn hành nguyện, rốt ráo các địa thần thông, định Đà La Ni, biện tài. Diệt Bồ Tát phương tiện, chỉ nghĩ đến công đức đó, đã vui thích cõi trời này. Nếu muốn sinh lên cõi trời, nên nguyện sinh vào cõi trời ấy. Bồ Tát phát tâm, bao giờ ta được thân trời như thế, Bồ Tát lại niệm chư thiên cõi sắc. Cõi này là cõi của người tu thiền. Bốn tâm vô lượng vượt cõi dục, chuyên định tâm sống bằng niềm vui, hưởng diệu lạc tối thượng. Bồ Tát nghĩ chư thiên cõi trời sắc ít tham vị, nên sống bằng niềm vui. Còn vọng tưởng vô thường, thường, khổ, vui, có ngã, không ngã, có niết bàn, không niết bàn. Chư thiên cõi sắc là vô thường, biến đổi, chưa thoát địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bồ Tát không mong sinh vào cõi sắc, trừ cõi trời tịnh cư.
vì cõi ấy đã nhập Niết Bàn thì không vào các cõi đời nữa. Bồ Tát nghĩ chư thiên cõi tịnh cư thoát khỏi sự trôi nổi nơi sống chết trong năm đường, nên Bồ Tát kính trọng, nhưng không mong sinh về cõi ấy. Bồ Tát nghĩ đến chư thiên cõi vô sắc, hưởng quả báo định vô sắc, dư cõi dục và sắc, tâm sống trong định. Bồ Tát nghĩ chư thiên cõi này tuy gặp Phật nghe Pháp cúng dường tăng, nhưng không cầu Pháp vượt khỏi cõi vô sắc, dù sống lâu cũng sẽ bị hoại diệt, chưa thoát địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì thế Bồ Tát không mong sinh về cõi này. Bồ Tát nghĩ ta phải là đấng trời trong trời, là Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Bồ Tát tuy niệm thiên nhưng không nương tựa vào các cõi dục sắc vô sắc, đó là Bồ Tát niệm thiên không rời Như Như. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát hành các pháp bình đẳng như Niết Bàn? Bồ Tát biết các pháp bình đẳng như Niết Bàn, đánh chúng sinh là Niết Bàn. Bồ Tát nhập Niết Bàn không ấm giới nhập. Bồ Tát biết tánh của chúng sinh là Niết Bàn, không ấm giới nhập, như ảnh như mộng, không sinh tử nhưng hiện sinh tử. Chúng sinh phàm phu bị phiền não cách xử điều khiển, tạo nghiệp nên chịu vô số khổ não. Giới sức bất nhã ba la mật Bồ Tát quán biết, đoạn trừ cách xử, không tạo nghiệp chịu khổ bằng cách xử, đạt Niết Bàn bình đẳng vô chi, đạt đạo không thể tính hết, không bỏ bản nguyện thần thông đại từ, đạt tuệ giải thoát, đủ sức thần thông Phật, khi biết các tưởng, tự độ độ người, tự giải thoát cho người, tự an định người, tự đạt Niết Bàn, giúp đạt Niết Bàn, không chấp sinh tử Niết Bàn. Đó là Bồ Tát hành các pháp bình đẳng như Niết Bàn. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát khéo phân biệt hành tướng? Bồ Tát siêng năng cầu pháp lành, suy biết pháp sâu xa, thanh tịnh thông suốt tuệ sáng, đạt trí lớn, nhờ sức trí biết tâm hành của chúng sinh, hiểu rõ 84.000 hành nghiệp của mỗi chúng sinh, 21.000 tham dục, 21.000 sân giận, 21.000 sân si, 21.000 đẳng hành. Mỗi chúng sinh đầy đủ các hành ấy, nếu nói rộng thì có vô lượng hành, trong mỗi hành tướng có 84.000 căn, trong mỗi căn có 84.000 sự hiểu biết. Biết rõ tất cả tướng sai khác, cần tu tập thế nào là biết tướng sai khác. Biết các hành căn giải là tướng tham dục, sân giận, ngu si, đẳng phần giảm tăng trụ đạt. Thế nào là biết tướng cần tu tập? Biết căn hành giải vô thường khổ, vô ngại không tịch diệt lìa như thật Niết Bàn. Tướng không, tướng tự trừ chấp, thành tựu trí không chướng ngại các hành của Phật. Biết tướng sai khác của các căn hành giải, Bồ Tát vẫn ở sau Như Lai, không bỏ hạnh Bồ Tát, luôn giáo hóa chúng sinh không biết mỏi mệt. Đó là Bồ Tát khéo phân biệt hành tướng. Thiện Nam, tạm pháp của Phật vô lượng không cùng tận, hiện khắp mọi nơi, làm vui tất cả chúng sinh. Hành căn giải của chúng sinh vô lượng không thể nghĩ bàn, không thể so lường. Tạng pháp của Phật cũng vô lượng không thể nghĩ bàn, không thể tính lường. Giả sử tất cả chúng sinh đều như Tôn giả A Nan, trải qua một kiếp cho đến 100 kiếp, vẫn không thể thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa hết tạng pháp của Phật. Vì sao? Vì tạng pháp của Như Lai chỉ có một nghĩa, lìa dục, tịch diệt, niết bàn. Bồ Tát tùy khả năng thọ trì đọc tụng thông đạt, tùy thuận chánh quán, hành đúng pháp Phật. Bồ Tát nhập tạng pháp Phật, kiên trì tư duy, không dựa vào hành tướng, đạt tới mũi Đà La Ni, thọ trì được phát nghĩa nơi tạng pháp Phật. Pháp Phật là 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 ngàn. Vô lượng A Tăng Kỳ, không thể nghĩ bàn, không thể so lường. Vượt các sự đếm đo, Bồ Tát không loạn tâm đối với pháp Phật, thọ trì đọc tụng thông đạt văn nghĩa, giảng dạy cho người, căn cứ nghĩa không đương văn tự, thanh tịnh ý thành tựu pháp đã nghe, không quên một câu một nghĩa nào. Thanh tịnh biện tài, khéo phân biệt làm vui lòng chúng. Được chư Phật khen ngợi, hàng phục tà ma ngoại đạo, cúng dường tam bảo, không thấy một pháp nào khác tánh pháp, không hoại hạnh bốn có, kiên định hiểu tánh pháp đều thuộc sự hiểu biết của Như Lai. Tất cả các pháp đều thuộc pháp Phật. Vì sao? Như Lai biết tánh của các pháp như huyện hóa không thành tựu, biết tánh của các pháp như dọn nắng không chỗ chấp thủ, như ảnh trong gương không kia đây, như mộng không chân thật, như tiếng vọng có từ chuyên là không, không thật, không tướng không phân biệt,
không nguyện, không động, Bồ Tát cũng biết tánh của các pháp không sinh. Tọa trì tạng pháp Phật, biết tất cả không phải niệm, không phải không niệm. Đó là Bồ Tát tọa trì tạng pháp Phật. Thị Nam, thế nào là Bồ Tát phân biệt chúng sinh, luôn thanh tịnh giáo hóa chúng sinh? Vì giáo hóa chúng sinh, Bồ Tát tu đại từ bi, nghĩ chúng sinh là gì? Chúng sinh chỉ là tên giả, điên đạo hư giả. Tất cả mọi loài vốn thanh tịnh, không sinh khởi. Vì ngu si hư vọng tạo các nghiệp, chịu vô lượng khổ não sầu lo. Vì những người nằm mơ thấy trộm vật người, bị vua bắt trừng trị khổ sở. Kẻ mơ thấy trộm cắp chịu khổ hư giả, tự nghĩ bao giờ mới thoát khổ này. Người nằm mơ chẳng hay biết, chẳng làm gì. Tất cả phàm phu, mọi pháp đều là mộng, không hay biết, bị điên đạo che lấp, chịu vô số khổ não sầu bi hư dối cũng thế. Bồ Tát tự nghĩ ta cần thức tỉnh chúng sinh để chúng thật biết các pháp, thoát khỏi khổ não phạm tưởng. Song Bồ Tát không thấy tánh của chúng sinh trong chúng sinh, nhưng không bỏ tâm đại bi giáo hóa chúng sinh. Đó là Bồ Tát phân biệt chúng sinh, luôn thanh tịnh nên giáo hóa chúng sinh. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát tùy thuận phát hạnh thành tựu pháp Phật? Bồ Tát nghe pháp Phật sâu xa, vi diệu tối thắng trong đời, liên phát tâm tinh tấn để thành tựu pháp ấy. Khéo tư duy phân biệt sự tương ứng với nơi các pháp và sự hiểu biết các pháp, Bồ Tát tự nghĩ, không có pháp nào tương ưng, không có pháp nào không tương ưng, không có pháp nào biết, không có pháp nào không biết, tánh của các pháp là không. Tất cả các pháp đều do duyên sinh, không chủ tể, tùy ý trang nghiêm, có đủ loại tướng quả báo. Vì các pháp không tánh, nên bố thí là trang nghiêm kho báu, sự giàu có. Bố thí giàu có, không rời nhân. Học rộng là trang nghiêm tướng trí tuệ, học rộng đạt trí tuệ không rời nhân. Tư duy là trang nghiêm tướng đoạn kết xử. Tư duy đoạn kiết, không rời nhân. Tư duy biết đoạn kiết không biết tư duy. Bồ Tát nghĩ sự không sinh của các pháp có thể trang nghiêm các tướng. Nên sau khi bố thí, Bồ Tát hồi hướng lên trí nhất thiết chủng. Thành tựu bố thí Ba La Mật, trọn vẹn pháp Phật. Bồ Tát giữ giới, hành nhẫn nhục tinh tấn, thiền định bát nhã, đều hồi hướng lên trí nhất thiết chủng. Thành tựu giới tinh tấn định bát nhã Ba La Mật, trọn vẹn pháp Phật. Khi tùy thuận tu hành, Bồ Tát không chấp tướng pháp sinh khởi mà không có nhân duyên. Bồ Tát không chấp nhân duyên, tùy thuận nhập tất cả pháp. Bồ Tát nghĩ ta không sinh khởi, các pháp không sinh khởi, ta là không, các pháp cũng là không. Ta xa lìa, tất cả các pháp cũng xa lìa. Bồ Tát biết các pháp đều bình đẳng như tánh không, tạo tác, không phải không tạo tác. Đó là Bồ Tát tùy thuận phát hạnh thành tựu pháp Phật. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát kiên định bằng thần thông, tự tại trong pháp Phật? Bồ Tát giữ giới, thân thanh tịnh, tâm định không dao động, đạt trí sáng, thành tựu phước trí, trọn vẹn các ba la mật, tu bốn nhiếp, bốn phạm hạnh, dục, tấn, niệm, tuệ, định, tu bốn thần túc, đạt năm thông. Giới bản nghiệp thanh tịnh, Bồ Tát siêng năng không bỏ dở, không tán loạn, điều phục kết xử, trừ thâm thanh văn, bích chi Phật, thọ trì phương tiện, đương các pháp địa trên, không ngã, không dựa. Vì thế Bồ Tát kiên định thần thông, biết các pháp không thoái chuyển, biết các pháp và tánh pháp không biến khác như hư không. Đó là Bồ Tát kiên định thần thông, tự tại trong pháp Phật. Thì Nam Tự, thế nào là Bồ Tát nhập pháp sâu xa mà thanh văn bất chi Phật không nhập được? Bồ Tát nhập pháp nhân duyên sâu xa, biết nhân duyên thuận nghịch, rõ xuất ly, hiểu sanh diệt, tỏ tập diệt, biết chúng sinh vì sao chịu cấu nhiễm, trừ cấu nhiễm ra sao, tỏ tịnh đạt tịnh. Bồ Tát không thấy có pháp nào nhơ sạch, biết tánh của các pháp thanh tịnh, không nắm bắt tướng pháp thanh tịnh. Bồ Tát biết ta sâu xa nên pháp sâu xa, ta lìa nên các pháp lìa, ta không hai nên các pháp không hai. Mắt sắc đều lìa nên ý pháp cũng lìa, nhập nghĩa đệ nhất, xét từ thế đế đến giả gọi là các pháp. Bồ Tát không chấp chân đế thế đế, đó là Bồ Tát nhập xấu, nhập pháp sâu xa mà thanh văn biết chi Phật không thể nhập. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát đạt trí phương tiện, trừ hai chấp từ 12 nhân duyên.
Bồ Tát biết các pháp thuộc về vật khác, thuộc nhân duyên, hòa hợp, nguyên nhân, nghĩa các pháp đều có, tự ập cảnh giới duyên sinh, đều có nhân nương tựa, đều độ chính tướng, như cây cỏ rừng trú đều không căn, không nhớ, không biết, lớn lên bằng các đại, không có tướng phân biệt các pháp bên trong cũng vậy. Các pháp được nuôi lớn từ nghiệp, không có ngã nhân, chúng sinh, thọ mạng, không người làm, người chịu, không sinh diệt. Bồ Tát nghĩ các pháp do duyên sinh, không có tự tánh, không tự tánh nên cái khác không sinh, nhân cũng không tánh, duyên không tánh, không tự tánh nên không tha tánh. Pháp không có tự tánh, tha tánh thì không sinh, chưa sinh không thể sinh, đã sinh cũng không sinh, không thể sinh, vì thế các pháp đều không sinh khởi, chỉ là danh sinh. Danh sinh ấy do duyên sinh, kỳ thật không sinh, không thường đoạn. Vì sao? Vì pháp có tánh sinh thì có tánh diệt, thuộc chấp đoạn. Không diệt thì thuộc chấp thường, diệt không thường. Đoạn nên các pháp không sinh. Đó là Bồ Tát đạt trí phương tiện trừ hai chấp từ 12 nhân duyên. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát đạt trí phương tiện không phân biệt như thật được Như Lai ấn định? Từ pháp sâu xa, Bồ Tát đạt sức thấy biết hiện tiền, trừ chấp trước, vượt tranh cãi, đạt pháp nhẫn, vô sinh, không đầu cuối. Biết các Bồ Tát thành tựu các căn, Như Lai ấn định, nghĩa là thọ ký quyết định Tam Bồ Đề. Đó là việc không nhầm lẫn, không chướng ngại, không tranh chấp, không hư hoại, không sai, không ai ấn định được. Sau khi ấn định nguyện hạnh, Như Lai dùng nước trí hướng lên đỉnh Bồ Tát. Đó là sự ấn định rốt ráo, không sinh khởi, không không tướng, không nguyện, trừ nhiễm, tịch tỉnh, niết bàn, thành tựu trí hạnh Bồ Tát. Không hoại tánh như như, không thay đổi pháp giới, không rời hạnh gốc, giới các pháp không phân biệt, trước giữa sau, trắng đen. Bồ Tát thấy chúng sinh được ấn định, không vọng tưởng phân biệt, không bỏ thệ nguyện xưa. Thiền nam, thế nào là Bồ Tát nhập tánh pháp giới? Thấy tánh bình đẳng của các pháp, Bồ Tát thấy pháp giới hiện hữu ở mọi nơi, không đến đi, không sinh diệt, không tướng, không khởi, không đùa, không hành. Bồ Tát tư duy các pháp đều như pháp giới, lìa xa dục, không nhơ uế, không sinh, không tạo tác, không diệt, không diệt tận, không lại, không nhập căn, không đi, không nơi đến, không thể an định, không hình chất, không hang hốc, không dừng nương, chân thật, thuộc ba cảnh. Trong pháp giới không có mắt, sắc, nhãn thức, tất cả pháp đều như pháp giới. Vì thế nên tất cả các pháp nhập vào pháp giới, không có ý pháp ý thức. Bồ Tát biết các pháp nhập vào pháp giới, biết địa giới pháp giới không hai, không sai khác. Nước, lửa, gió và pháp giới cũng không hai, không sai biệt. Dục sắc, vô sắc và pháp giới bình đẳng, không sai khác. Biết không có cảnh giới tâm và sự giác ngộ. Thì nam, thế nào là Bồ Tát thuần tịnh kiên cố trụ trong pháp đại thừa như kim cang? Từ trực tâm, Bồ Tát thành tựu thuần tịnh, không thoái chuyển, không tổn giảm, siêng năng không trở ngại. Đại từ không mỏi mệt, đại bi cùng cấp, thành tựu tuệ quán chân thật, không ngại. Bồ Tát thấy chúng sinh nhơ uế, ngu si, thô bạo, nghịch ngợm, khó thuần thục nên siêng năng giáo hóa. Bồ Tát thấy chúng sinh có vô số khổ não, sầu lo nên không thoái chuyển, luôn trang nghiêm. Hiểu vô lượng vô biên ở tăng kỳ pháp Phật, thành tựu pháp khó tu trì, khó trọn vẹn của Phật, thành tựu các căn lành, nhập vô lượng tạng pháp Phật, tánh của chúng sinh, vô lượng tánh pháp, tánh hư không, vô lượng. Vì thọ trì vô lượng pháp Phật Bồ Tát luôn siêng năng, Bồ Tát nghe các pháp không, không tướng, không nguyện, không tạo tác, không sinh khởi, hiểu rõ phân biệt quán sát thân chúng, thành tựu pháp Phật vô trọn vẹn, không bỏ dở, chứng thực tế, nhập tam muội thiền định giải thoát, không ghét bỏ cõi dục, thì hiện thọ sinh, trừ ấm giới nhập không hình sắc hành, nhưng tùy thuận tánh chúng sinh, tùy thuận hiện thân thuyết pháp, chịu bánh xe pháp, Bồ Tát thì hiện niết bàn, không bỏ hạnh Bồ Tát nhập pháp môn, không thể nghĩ bàn, biết các pháp không tánh tướng, không động hoại, không hư tán, không thoái pháp đại thừa. Như kim cương soi chiếu các báu, nhưng các báu không soi chiếu kim cương, Bồ Tát cũng vậy, dùng pháp thanh văn biết chư Phật, độ tác vô lượng chúng sinh, giúp chúng niết bàn. Riêng mình không diệt độ, không thoái chuyển đại thừa.
Thì Nam thế nào là Bồ Tát làm thanh tịnh cõi mình? Cũng như cõi Phật, Bồ Tát biết các pháp không cõi, không cõi, hiện khắp mọi nơi, không đến, không đến. Bồ Tát thấy sáu tình đều là pháp Phật, pháp phàm vô và pháp Phật không khác. Bồ Tát nghĩ các pháp đều là pháp Phật hiện hữu ở mọi nơi. Pháp Phật và các pháp chỉ là giả danh, không là pháp phi pháp. Vì thế chúng sinh không nên chấp lấy. Bồ Tát biết cõi mình tịnh nên cõi Phật tịnh. Các pháp đều bình đẳng. Nhãn giới là cõi Phật, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều là cõi Phật, không phân biệt cao thấp. Bồ Tát đạt được sự bình đẳng của các pháp. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát đạt Đà La Ni không quên? Bồ Tát thành tựu hạnh Đà La Ni. Thiện Nam có 32 hạnh Đà La Ni, tu các pháp, đạt dục, tôn, hướng, kính ngưỡng, lạc, cầu mong không chán, gần gũi, cúng dường bậc học rộng đa trí, học hỏi các bậc hòa thượng A-sa-lê, không kiêu mạn, tôn trọng cung kính, hầu hạ, thuận lời Phật dạy, xem người thuyết pháp như Phật, không tìm lỗi của pháp sư, thọ trì, chỉ dạy, giảng thuyết chánh pháp, không tham tiếc pháp đã đạt, bố thí không mong đền ơn, cầu học trí tuệ, tư duy pháp đã nghe, vẫn tin thọ trì pháp, luôn tu phạm hạnh, thích sống nơi nhàn tịnh, tâm luôn tịch tỉnh, xuyên tu niệm, thuận hành sáu pháp hòa kính, xuyên tu không mỏi mệt, khởi tâm không ngại với tất cả chúng sinh, biết các pháp do duyên sinh, tu thuận nhẫn, tu ba giải thoát, chánh quán, không kinh sợ, tu bốn hạnh không nghi, xuyên tu thọ trì pháp Phật, tu hành đại bi vì chúng sinh, không tiếc thân mạng thọ trì pháp Phật, tu trí không kiêu mạn, luôn dạy chúng sinh không mỏi mệt. Đó là 32 hạnh Đà La Ni. Bồ Tát hành các pháp đó, đạt Đà La Ni, thọ trì tất cả pháp Phật, không mất Đà La Ni. Nghĩa là nhớ kỹ pháp đã nghe, niệm bằng niệm, phân biệt bằng ý, tỏ ngộ bằng sự tinh tấn, hiểu rõ văn tự, thông suốt âm thanh, ngôn ngữ, phân tích các đế, biết đệ nhất nghĩa đế không có, không ngôn ngữ, phân tích các đế, nhớ kỹ bốn niệm xứ, trí bền vững với bốn chánh cần, trí thông tỏ bốn thần túc, độ trí phân tích các căn, trí thù thắng biết các lực, trí thật tánh hiểu bảy giác phần, trí không toái chuyển nơi tám thánh đạo, tâm an trụ trong pháp định, trí biết cùng tột trong pháp tuệ, trí tùy thuận giải thoát, trí thâm nhập biện tài, trí sinh khởi thần thông, trí phân biệt ba la mật, trí phương tiện từ bốn nhiếp pháp, trí không gì sánh trong việc giảng pháp, trí không phân biệt nghĩa kinh, trí không cùng tận trong văn tự, trí biết như thật về sạch nhơ, trí không che khuất nơi các pháp. Đó là Đà La Ni. Thành tựu Đà La Ni, tâm bình đẳng, không yêu ghét, kham nhận mưa pháp, trừ các sở phiền não, thuận pháp trợ đạo. Đó là Bồ Tát hành Đà La Ni, an trụ nơi Đà La Ni nên không quên mất. Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát được Như Lai gia hộ biện tài không chướng ngại? Bồ Tát thuần tịnh hộ trì giới cấm, nhổ gốc kiêu mạn, trừ chấp ngã, chư Phật biết đó là Bồ Tát, là pháp khí lớn hộ trì chánh pháp. Nhờ thần lực của Phật mà và sức căn lành của mình nên đủ biện tài, nhanh nhẹn, không trở ngại, không đình trệ, khó giảng giải, không sợ, hiểu mọi âm thanh, khéo trang nghiêm, dẫn chứng bản hạnh, không người hủy hoại, phân biệt văn tự không cùng, trọn vẹn, oai đức không trái, thuyết pháp không tổn hại, trừ nghi, lợi ích, phân tích văn tự không nhầm lẫn, làm vui chúng, hỏi đáp thông suốt, hàng phục tà đạo bằng pháp, thành tựu 24 biện tài, trừ 24 nhân. Thì Nam, Bồ Tát không nghịch lời dạy của sư trưởng, đạt biện tài nhanh nhẹn, không dối, gạt, đạt biện tài mau lẹ, trừ phiền não, đạt biện tài không ngại, không chấp ngã, đạt biện tài không đình trệ, không nói hai lời, nên đạt biện tài khéo thuyết giảng, hiểu pháp nhân duyên sâu xa, nên đạt biện tài thâm diệu, bố thí tất cả nên đạt biện tài hiểu mọi ngôn ngữ, trang nghiêm tác miếu Như Lai, đạt biện tài khéo trang nghiêm, không bỏ tâm Bồ Đề nên đạt biện tài không tổn giảm, khéo giữ giới nên không sợ, bố thí cờ phướng, lọng chuông nên được khen ngợi, cung kính cúng dường Phật, sư trưởng nên được biện tài, thích giảng kinh Phật, tu tập các pháp lành nên đạt biện tài dẫn dụ bản hạnh, không khinh khi chúng sinh cõi ác, nên không ai đánh bại,
bố thí vô số kho báu, nên giảng giải không cùng tận, chân thật chỉ dạy, không thô bạo nên được trọn vẹn, giảng pháp không tranh chấp nên đạt oai nghi không trái, tùy thuận pháp, luật bằng đức tịnh nên thuyết giảng không tổn giảm, không tiếc pháp, không tự thị nên trường nghi, lúc học pháp không ép người, cung kính nên đem lợi ích cho tất cả, tự xét mình không che người nên phân biệt văn tự không sai lầm, đồ sinh không mong đền ân nên làm vui chúng, học pháp đại thừa không cần tiểu thừa nên hỏi đáp lưu loát, không chấp ngã nhập tánh bình đẳng nên hàng phục được tà đạo. Đó là 24 nhân thành tựu 24 biện tài. Tùy thuận sự hiểu biết của chúng sinh, Bồ Tát giải thiết không nhầm lẫn, không quên pháp đã thọ. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát tự tại vào sinh tử? Bồ Tát thành tựu 12 pháp sẽ tự tại vào sinh tử, gần gũi thiện tri thức, trừ chấp ngã, thành tựu thân giới, tự tại nhập xuất định, tu phương tiện tuệ, khéo thân nhập thần thông, thật biết các pháp không sinh khởi, thanh tịnh bản nguyện, không bỏ đại từ bi, biết các pháp huyện hóa, hiểu mọi pháp là mộng tưởng, được Phật gia hộ, đó là 12 pháp không sinh, hiện sinh, không khởi hiện khởi, hiện thọ sinh tử, hiện thân trong chúng hội của chư Phật, thọ sinh vào mọi nơi, vào mọi cõi Phật, không động pháp chân thật. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát diệt oán địch trừ bốn ma? Bồ Tát siêng năng tu tập quán năm ấm như huyện hóa trừ năm ấm ma, quán tấn các pháp tịch diệt phiền não ma, quán pháp do chuyên sinh không tự thành đoạn tử ma, quán các pháp là vô thường hư hoại trừ thiên ma. Bồ Tát hướng tâm Bồ Đề không lười biếng, trừ hết ma nghiệp làm chướng ngại đạo Bồ Đề. Thế nào là ma nghiệp? Đó là tâm hướng tiểu thừa, không dịu tâm Bồ Đề cho chúng sinh khác biệt, bố thí mong đền ân, giữ giới vì thọ sinh, thấy sắc tưởng hành nhẫn, siêng năng làm việc thế gian, tham chấp thiền vị, tranh luận bằng tuệ, và gian ghét sinh tử, làm lành nhưng không hồi hướng, ghét phiền não ác, che giấu tội lỗi, ganh ghét Bồ Tát, hủy bán chánh pháp, không thọ chánh pháp, không biết đền ân, không siêng cầu ba la mật, không kính thuận pháp, tham tiếc pháp, thuyết pháp vì lợi dưỡng, không biết phương tiện độ sinh, bỏ bốn nhiếp pháp, khinh kẻ hủy giới cấm, ghét người giữ giới. Học hành nhị thừa, cầu chánh vị, quán không sinh, mà bỏ đại thừa, mong chứng pháp vô phi. Ghét công đức hữu chi, không thương chúng sinh, không khiêm nhường tôn kính bậc trên, nói hai lời, vô định văn xảo, khoe mình, không hổ thẹn kia làm ác, không truyền bá pháp, bằng lòng với công đức nhỏ, không chặn cách xử, không trừ câu ế của tâm, chịu câu ế của sa môn. Thiện nam, gần gũi làm pháp ác, xa lánh pháp lành, đều là ma nghiệp. Thiện nam, người tạo nghiệp ma gây chướng ngại đạo Bồ Đề. Bồ Tát trừ hết nghiệp ma, hành hạnh chánh đọ, nghĩa là thành tựu bốn pháp, không thoái chuyển pháp ba la mật, siêng năng không buông lung, an trụ trong pháp đại từ phương tiện, nhập pháp sâu xa, không yêu không chấp. Thiện nam, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thanh, bốn pháp chánh hạnh, diệt ma oán. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát trang nghiêm công đức, đem lợi ích cho chúng sinh? Bồ Tát hồi hướng căn lành lên đạo vô thượng, các căn lành bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự đều ban cho chúng sinh, giữ giới được sức tự tại, tùy thuận sở thích của mọi loài mà giáo hóa, luôn trồng công đức nên đạt tạng báu không hết, bố thí vật báu đó cho chúng sinh, cầu trí tuệ vô biên đạt Đà La Ni không ngại, thọ trì tất cả pháp Phật, giảng pháp hay làm vui lòng chúng, khéo điều phục thân tâm, nên đạt thần thông không thoái chuyển, đi lại các cõi Phật độ chúng sinh bằng mọi phương tiện, siêng năng không mỏi, mệt cầu pháp, nên mỗi lỗ chân lông trên thân xuất hiện vô lượng pháp, bố thí pháp lợi ích cho chúng sinh, tu tập trí tuệ phương tiện đạt trí thân, hiện thân mọi nơi độ quần mê, cung kính chư Phật bằng không tướng, đạt trí thấy nghe không chán, chúng sinh thấy nghe sẽ được sẽ đạt nhân niết bàn. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát làm việc Phật độ sinh ở thời không Phật? Bồ Tát thành tựu 10 lộc của Bồ Tát tự tại trong bốn pháp vô sở ý của Bồ Tát, tự học 18 pháp bất cộng của Bồ Tát.
tu các pháp lực vô ý bất cộng của Như Lai, đạt tam muội thủ lăng nghiêm thần biến, tự tại tròn bốn biện tài, đạt chánh vị quán đảnh trong pháp Phật, đạt thần lực sau Phật trong hạnh Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu các pháp đó, thế chúng sinh ở các cõi Phật cần thân Phật để độ thoát mà không có Phật, thì Bồ Tát thị hiện giàu thai, thọ sinh xuất gia ngồi đạo tràng, chuyển bánh xe pháp, sẽ mạng sống hiện nhập Niết Bàn, dạy thời gian trụ pháp, không bỏ hạnh Bồ Tát, không thấy đủ giới việc đã làm. Thì nam thế nào là đạt tam muội hải ấn, biết tâm hạnh của chúng sinh? Bồ Tát độ trí lớn như biển, thành tựu tuệ, xuyên cầu pháp để được nghe pháp. Bồ Tát bố thí cả kho báu, vợ con quyến thuộc, nhà cửa, vật trang sức, khiêm nhường, cung phụng, bỏ thân, mạng, ngôi vị, đất nước. Bồ Tát cầu pháp bằng mọi phương tiện nhưng không ỷ lại. Để được nghe pháp, Bồ Tát đi một do tuần, trăm do tuần, nghe được một bài kệ bốn câu, rồi thọ trì đọc tụng giảng thuyết cho người, siêng năng làm mọi việc. Bồ Tát tự thành tựu tài trí, khởi tâm đại bi đối với chúng sinh, giảng pháp cho chúng suốt một ngày đến bảy ngày, cũng không mong cầu thức ăn, dù chết vẫn thuyết giảng, hồi hướng căn lành thuyết pháp lên ta muội hải ấn, thọ trì đọc tụng tông đạt pháp đã nghe, hiểu nghĩa lý, không chấp phán tự, chân thật kiên định, không rời bỏ. Bồ Tát tinh phát tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt tam muội hải ấn. Đạt tam muội này, tự nhiên đạt vô lượng A Tăng Kỳ trăm vạn pháp môn. Kinh không nghe người khác giảng, nhưng lại thuyết giảng cho tất cả. Thọ trì hết thảy pháp Phật, hiểu tâm hành của chúng sinh. Thì nam với như chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề có thân hình giống ngoại cảnh, trong biển hình sắc đó đều có ấn tượng nên gọi là đại hải ấn. Bồ Tát cũng thế, đạt tam muội hải ấn, phân biệt rõ tâm hành của chúng sinh, đạt trí sáng trong các pháp. Thì nam, mắt không nên biết sắc không, sắc lìa nên mắt lìa. Tai lưỡi thân cũng vậy, ý không nên pháp không, pháp lìa nên ý lìa. Bồ Tát thật biết về tánh không và tánh lìa, không trở ngại với các pháp trong ngoài. Biết tánh cách sự thanh tịnh nên không khởi kiết sử, không chấp pháp, không thấy có một sự chấp pháp xứ. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát thành tựu oai nghi, trừ tâm tối, đạt trí sáng, đạt trí tự nhiên trong các pháp, sớm thành tựu trí nhất thiết. Bồ Tát phát tâm tu tập chánh hạnh và vô số nghiệp được Phật khen ngợi, nghĩa là nghiệp thân, khẩu ý, vì hành nghiệp này nó làm vui chư Phật thánh hiền. Bồ Tát làm mọi việc không ai chê trách, nghiệp đó tối thắng cao thượng, không ai sánh bằng, không ai hủy hoại. Làm mọi việc nhưng không hối hận, không tạp ngu si, quán biết mọi việc, không lay động lúc ráo an vui. Bồ Tát làm mọi việc không kiêu mạn, làm bằng trí tuệ không do ngu si, thành tựu mọi hạnh thì tự trọn vẹn Đà La Ni, không nghe người khác, dù thấy hay không thấy Phật, đều không thoái chuyện đạo Bồ Đề và căn lành. Không thoái đạo Bồ Đề dù gặp thiện tri thức, hợp ý, không hợp ý. Bồ Tát vượt mọi chướng ngại, trừ kết sử của ma, tu ba giải thoát, nhờ sức của Bát Nhã Ba La Mật sớm đạt đạo Phật, tự nhiên đạt nhất tiết trí của Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ nhắc lại ý trên. Trừ hai chấp không ngại, trang nghiêm tuệ công đức, không tham chấp các tướng, hồi hướng đạo chúa thượng, diệt ngã mạn, kiêu mạn, bậc trí trang nghiêm tuệ, giải thoát không chướng ngại, trọn vẹn trí nhất thiết, không phải sắc chủng tánh, niệm Phật không công đức, không nghĩ nhớ pháp thân, đó là pháp niệm Phật. Trừ dục tánh thanh tịnh, không tướng không tối sáng, không tâm không ý hành, đó là cách niệm pháp. Thánh vô vi không yêu, không nhiễm các phiền não, nhờ giải thoát được tôn, là niệm tăng không ngại, xả bỏ tất cả thọ, không có ấm giới nhập, giải thoát mọi niệm động, là niệm xả rốt ráo, không tự giới vô lậu, không hành thân khẩu ý, không sinh vượt ba cõi, là niệm giới vô lậu. Như trời sạch không dơ, đâu xuất trời quán đảnh, nghĩ đến nghiệp báo mình, sẽ là trời trong đời, thọ trì chánh pháp Phật, trừ hết mọi phiền não, giải thoát pháp phi pháp, là thọ trì pháp Phật, đạt tướng đạo như Phật, thọ trì pháp cũng thế, khéo tư duy chân thật, không có pháp thọ trì. Như tánh tâm vốn tịnh, tánh các pháp cũng tịnh, biết chúng sinh như tướng, nên giáo hóa mọi loài, không thấy chúng sinh tăng, cũng không thấy chúng giảm,
dạy trừ tưởng điên đảo, giáo hóa vô số chốn, dần dần ấm giới nhập, không khác cõi nước Phật. Hiểu như tánh hư không là vào cảnh giới Phật. Ngôn ngữ và văn tự như tiếng vọng âm thanh, không ở trong ở ngoài, thành tựu Đà La Ni, thọ trì hiểu đọc tụng, siêng năng giảng chánh pháp, không ngã không pháp tưởng, án trụ Đà La Ni, thọ trì lời Phật dạy, giảng pháp vui lòng chúng, không quên mất thiền định nhờ sức Đà La Ni, không trì không đọc tụng, không chứa nhóm các pháp, giảng dạy pháp không ngại, như rồng tuôn mưa lớn, không trụ không chướng ngại, dạng vô lượng kinh pháp, không thấy có chúng sinh bậc trí đạt biện tài. Thuyết pháp bằng lực Phật, trang nghiêm oai nghi mạnh, tùy thuận ý chúng sinh, là biện tài Phật dạy, biết thật tánh các pháp, chẳng các gì hư không, không nể nhân thọ mạng, thọ trì pháp như vậy. Chúng sinh giống niết bàn, rốt ráo không sinh diệt, đạt pháp nhiễm không động, đó là không buông lung. Biết các ấm như huyễn, các giới là tánh pháp, sáu nhập từ hư không, nên diệt trừ ấm ma. Biết cớ sử mây trôi, chung cuộc không hòa hợp, không vọng tưởng các pháp, xa lìa ma phiền não. Hiểu chúng sinh không sinh, không sinh thì không diệt, các pháp chẳng đến đi, là diệt hết tử ma, không yêu, không dao động. Hành đạo không tưởng đạo, không ta người tu di, là hàng phục các ma. Biết trí thức bình đẳng, không chấp là vô vi, hiểu tâm tánh như huyễn, mạnh mẽ không ai hỏi. Kia đây không chướng ngại, có thuyền pháp thù thắng, độ sinh không thấy chúng, là thủy thủ đa tài. Biết hư không, không ngã, tình sinh tử khác ái, dẫn dắt mọi quần sinh, là đạo sư vĩ đại. Biết rõ tướng tiến thoái, tùy thuận nương tựa pháp, phương tiện hiện niết bàn, là đạo sư tài giỏi. Biết tâm, tâm liên tiếp, hai tâm không cùng sinh, là biết rõ tâm tánh, Phật dạy khéo độ sinh. Biết tánh pháp thanh tịnh, như không trăng dưới nước, diệt trừ mọi phiền não, là thanh tịnh chúng sinh. Biết tất cả đều vậy, các pháp là mộng ảo, hư không, không thể nắm, đặc đạo không nhiễm ô. Lúc thuyết giảng pháp này, có 72 nơi cho tha chúng sinh phát tâm Bồ Đề Chúa Thượng, 32.000 Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh. Giảng đường đã bảo trang nghiêm chấn động sáu cách, ánh sáng chiếu khắp, chư thiên trong hư không trổ nhạc, rải hoa cúng dường cùng nói. Chúng sinh này được Như Lai ấn định, giao pháp Như Lai nghe pháp này, được giải thoát, thọ trì đọc tụng, giảng thuyết, tu hành đúng pháp. Chư thiên bạch Phật, chúng con hướng về cõi Phật thành tâm cung kính cúng dường lễ bái, gặp Như Lai ra đời, nghe thuyết giảng, phương tiện gặp Bồ Tát cõi này. Nghe Phật giảng xong, Bồ Tát hư không tạng vui vẻ, tịnh tâm cúng Phật lưỡi báu vô giá. Trong lưỡi báu phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương, sau đó Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, thật hí hữu. Trẻ Như Lai thâm diệu như vậy, thật khó hiểu hết. Như Lai giảng pháp đã nghe bằng trí vô ngại, là cho đại chúng đều hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Đẳng Đại Tập Quyển 15.